chào quý khách hàng thân yêu từ miền Bắc, miền Trung cho đến miền Nam. Hôm nay thì Ngọc Ngân sẽ dẫn quý cô chú anh chị ra tham quan vườn của Ngọc Ngân nha. Hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần á, Ngọc Ngân có thời gian nhiều hơn để quay thật là nhiều video cho quý cô chú anh chị. Thì hôm nay Ngọc Ngân sẽ dẫn ra vườn Ngọc Ngân quý cô chú anh chị biết cái trái gì không? Nãy Ngọc Ngân có nói rồi, không biết quý cô chú có chú ý không nữa. Đối với cô chú anh chị, đây là trái gì nè, chắc là rất là nhiều quý cô chú anh chị đón được luôn, đó chính là siro. Thì dòng siro hiện tại thì nhà Ngọc Ngân có siro Việt Nam, siro Thái và siro Cẩm Thạch. Thì đây là dòng siro Việt Nam á cả nhà. Thì cái hoa của cây siro á thì nó cũng năm cánh, nó màu trắng nè, nó rất là dễ thương luôn. Thì Ngọc Ngân đang cung cấp cái cây siro này á, thì nó cao tầm bằng Ngọc Ngân, thì nó cao tầm khoảng 1,5 m á cả nhà. Hiện tại thì cái cây này Ngọc Ngân đang bán với cái giá là chỉ 700.000 một cây thôi, và bao phí vận chuyển luôn. Thì cây nó đang được nuôi ở trong cái chậu C13. Em quay cụ thể cái chậu á, để chị đo cái miệng chậu C13. Dạ, cái chậu C13 thì cái đường kính của nó là 33 cm. Hiện tại thì cái cây nó đang nuôi ở trong cái chậu C13, đường kính là 33 cm. Thì hiện tại cây thì nó có cái xung xê giống như trên video vậy đó quý cô chú anh chị. Thì công dụng của siro á, thì quý cô chú anh chị biết rồi. Thì sau đây Ngọc Ngân xin điểm qua một vài cái công dụng chính để cho quý cô chú anh chị nào mà mình có thể mình biết một vài công dụng, hoặc là những cô chú anh chị chưa có tiếp cận với cây siro á, thì mình có thể cập nhật lại về cái công dụng của cây siro nha. Thì cái trái siro này á, là chưa chín đó quý cô chú anh chị. Khi chín thì nó sẽ có màu gọi là màu gì ta, màu đen nâu giống như trái nho vậy đó. Thì khi mà cái trái chín á, thì cái này là mình ăn tươi không có được, tại vì mình ăn tươi nó rất là chua, mình ăn không có được, với nó có mủ nó nên ăn không có được. Do đó là cái trái này, cái ứng dụng của nó thì chỉ có nấu nước siro thôi. Quý cô chú anh chị thường nghe mấy bé nhỏ mà nó thích là siro nhiều màu á, xanh đỏ tím vàng á, thật ra thì cái đó là chỉ là đường với hóa chất màu á, để mà mình tạo nên những cái màu sắc sặc sỡ để cho những cái bé nó thích. Còn cái này là siro nguyên chất luôn. Thì khi siro nguyên chất á, thì cái màu nó giống như cái màu của dâu Đà Lạt á, cái màu hồng á, màu hồng giống vậy nè. Cái nước siro á thì nó có cái màu hồng rất đẹp luôn á quý cô chú anh chị. Và một cái ứng dụng thứ hai của siro nữa thì đó chính là mình có thể làm mứt. Sau khi mình lấy cái cơm ở bên trong á, mình lấy cái phần cơm để mình nấu nước siro mình uống, còn cái phần vỏ bên ngoài á, mình có thể sên mình lấy mứt, thì cái màu của nó rất là tự nhiên, rất là đẹp luôn. Mình có thể lấy cái màu đó để mình làm lau câu nè, hoặc là chế biến những xôi hay là bất cứ cái món gì mà quý cô chú anh chị thích. Cái màu hồng cherry nè, cái màu hồng, cái này gọi là màu hồng đậm này nè, cái màu hồng đậm rất là đẹp luôn á quý cô chú anh chị. Và một cái ứng dụng thứ ba nữa của cây siro á, đó chính là mình làm mật siro hay còn gọi là rượu siro á. Có thể là mình có hai cách ngâm. Cái cách ngâm thứ nhất á, là mình lấy cái trái tươi này nè, rồi mình bỏ một lớp siro, một lớp đường, rồi một lớp siro, có thể là đường, thường là mình sử dụng đường phèn, một lớp siro, một lớp đường phèn, thì để mình ngâm. Thì khi mình ngâm tầm khoảng là 5-6 tháng thì nó sẽ ra cái gọi là mật siro, có người là rượu siro, thì nó có nồng độ thì mình uống cũng được có quý cô chú anh chị. Và một cái cách nữa là mình lấy cái siro này rồi mình chế nguội gốc 40 độ lên, thì mình cũng ngâm ra được một cái bình siro có cái màu sắc nó rất là đẹp, và uống của nó rất là ngon, nó rất là thơm ngon luôn quý cô chú anh chị. Thì Ngọc Ngân đã điểm sơ qua bốn cái công dụng chính của cái trái siro. Ngoài ra thì cái cây siro nó còn có giá trị rất là cao để mà tạo cảnh, tại vì cái cây này cái thân của nó dẻo, nên là mình có thể uống sữa, mình có thể làm kiểu bonsai, mình có thể trồng chậu đều được, mình có thể trồng đất luôn. Một cái cây nó có quá nhiều công dụng luôn á quý cô chú anh chị, vừa làm cảnh và cái trái nó vừa sử dụng được luôn. Thì quý cô chú anh chị có nhu cầu đặt hàng á, thì liên hệ với Ngọc Ngân qua số điện thoại ở trên màn hình, cho Ngọc Ngân địa chỉ ấp, xã, huyện, tỉnh, tên và số điện thoại người nhận, thì Ngọc Ngân sẽ gửi hàng cho quý cô chú anh chị nha. Còn quý cô chú anh chị ở xa có thể trực tiếp đến địa chỉ nhà của Ngọc Ngân ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Ở đây là cái vườn mà để sản xuất cây giống cho quý cô chú anh chị á. Em quay sơ qua cho quý cô chú anh chị xem. Thì Ngọc Ngân cung cấp rất là nhiều loại cây giống, thì cái này đều là ở nhà sản xuất đó quý cô chú anh chị. Từ siro nè, lụa nè, rồi tất cả những cái cây bonsai thì ở nhà đều cung cấp. Những cây thần kỳ đó ở nhà tự làm luôn á quý cô chú anh chị. Mỗi cái là một ít thôi, nhưng mà cái gì cũng có hết trơn á. Do đó là khi quý cô chú anh chị đặt hàng á, thì Ngọc Ngân mỗi loại một cây thì Ngọc Ngân vẫn có giao cho quý cô chú anh chị luôn. Và một điều lưu ý là quý cô chú anh chị có thấy những cái gai siro
những cái gai này thì nó rất là nhọn, mình đụng nó thì rất là đau. Khi mà Ngọc Ngân quay cái video này là không có dám nhúc nhích luôn. Dạ cố gắng đi, tại vì đứng ở ngoài thì nó không có cái không gian để mà mình đứng mình nói, do đó Ngọc Ngân đi vô giữa cái đám luôn để nói, mà chỉ nói thôi là cái mình không có dám nhúc nhích luôn, tại vì quay phải quay trái quay trước quay sau thì đều là những cái chàng vệ sĩ siro này là đang đứng xung quanh, là đang đứng chờ mình đó. Nó rất là khi mà mình đụng nó cũng đau. Chứ nó cũng không có trở ngại gì lớn, tại vì những cái gì mà nó thường nó có gai gốc thì nó là đẹp. Ví dụ như quý cô chú anh chị có thấy cái bông hồng không, những cái gì mà cái hoa nó càng đẹp càng sặc sỡ thì nó phải có gai, do đó là cây mọc siro nó cũng giống như vậy, nó đẹp nên là nó phải có gai. Dạ nó rất là đẹp luôn á quý cô chú anh chị. Khi quý cô chú anh chị trong quá trình trồng và chăm sóc thì có gì thì liên hệ với Ngọc Ngân, Ngọc Ngân sẽ hỗ trợ cho quý cô chú anh chị nha. Và cái cây này thì là dạng cái cây ương hạt lên đó quý cô chú anh chị. Trồng rất là mình trồng thùng chậu này là nó đã được gần 4 năm rồi. Thì ngoài cây siro lớn thì Ngọc Ngân còn có cung cấp cây siro 50.000, rồi loại 100.000, rồi loại 500.000 nữa. Thì quý cô chú anh chị hãy bấm cái nút đỏ xinh xinh đó để đăng ký kênh của Ngọc Ngân nha, để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân. Tại vì bên cửa hàng Ngọc Ngân thì còn rất là nhiều loại cây mới muốn giới thiệu với quý cô chú anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi kênh của Ngọc Ngân. Hồi nãy em có quay gốc cho quý cô chú anh chị xem cho cái quạnh gốc nó tầm bao nhiêu. Chị đo cái quạnh gốc của cái cây này nha. Cái quạnh gốc của do là cây ương hạt á nên là cái gốc của nó ra nhiều nhánh. Cái hoành gốc của cái cây lớn nhất là đo được 6cm thôi quý cô chú anh chị. Cây của mình nó rất là khỏe. Và cái mùa của siro thì một năm nó chỉ có trái một mùa thôi. Thì thường là cái trái chính là nó sau Tết nó lai rai, nó dài cho tới tầm khoảng một năm. Thì từ cái lúc mà nó ra hoa này nè cho cái tới cái lúc nó đậu trái thì tầm khoảng 2-3 tháng. Và một cái điều rất là đặc biệt của cây siro nữa, khi mà cây nó đậu trái rồi á thì nó đậu trái rất là cứng luôn. Thì quý cô chú anh chị thấy là Ngọc Ngân làm cỡ nào nó cũng không có rớt trái. Nó giống như là khi nó chín xong, nếu mà mình không có hái nó thì nó đen lại, rồi nó dính cho tới khi nó khô luôn, nó không có rớt luôn á. Quý cô chú chị thấy không? Vì vậy là khi trong quá trình đóng hàng đó thì là Ngọc Ngân rất là yên tâm cái loại cây này, tại vì cái cây của mình nó sẽ không có bị rụng trái, nhưng mà có những cái bông thì nó có thể rụng nha cả nhà. Thì riêng những cái trái thì nó sẽ không bao giờ rụng, nó rất là chắc chắn, nó rất là khỏe luôn. Hoặc là